Rồi, chị Nguyễn mến chào cô chú anh chị nha. Hôm nay chị Nguyễn sẽ review và gửi đến cô chú anh chị mình một lô đất nằm ngay mặt tiền đường Đòn Quang Diệu nha cô chú anh chị. Đó, và giao nhau với đường là Mỹ Lộc Phước Hậu luôn nha, là cái đường ngay ngã tư luôn nha cô chú anh chị. Cái hướng bên tay trái của chị Nguyễn nè, mình đi thẳng là ra ngay cầu Cần Giuộc mới nha cô chú anh chị. Ở đây mình di chuyển lại ngay cầu Cần Giuộc mới đó cô chú anh chị, mình đi mất khoảng là 5 phút thôi, 5 phút mình đi xe máy nha. Ở đây mình di chuyển đi thẳng ra chợ Long Thượng luôn, là mình đi tầm khoảng 7 phút nha, ra tới chợ Long Thượng nha cô chú anh chị. Thì mình đi thẳng nữa là ra ngay chợ Bình Chánh luôn. Đó, rất là gần luôn nha. Rất là gần và thuận tiện luôn. Thì hôm nay chị Nguyễn sẽ review và gửi đến cô chú anh chị mình mà 7 lô đất nha cô chú anh chị. Hiện tại là bên chị Nguyễn mới mở bán luôn nha, mới mở bán để gửi đến cô chú anh chị mình luôn. Đây là đất mặt tiền. Nó nằm mặt tiền đường nhựa là 6 mét luôn nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường nhựa 6 mét luôn. Nó nằm mặt tiền là Đòn Quang Diệu nha. Đó. Ở đây là thuộc về xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha cô chú anh chị. Rất thích hợp cho cô chú anh chị mình đầu tư và sinh lời luôn nha cô chú anh chị. Với lô đất là với diện tích là ngang là 4 mét nè. Ngang 4 mét nha cô chú anh chị. Ngang 4 mét chạy dài là 68 mét nha. Ngang 4 mét rưỡi chạy dài 68 mét luôn. Nó có tới là khoảng 300 mét vuông luôn nha cô chú anh chị. Thổ cư 100% luôn. Đó. Rất thích hợp cho cô chú anh chị mình. Mình mua để mình đầu tư xin lời luôn nha. Bán với mức giá chỉ có là 2 tỷ 450 triệu thôi nha cô chú anh chị. Đúng 2 tỷ 450 triệu là cô chú anh chị mình sở hữu ngay một lô đất với diện tích là ngang 4 mét rưỡi, dài tận 68 mét luôn. Về cô chú anh chị mình tha hồ cắt nhà trọ hoặc là cắt biệt thự mini luôn nha cô chú anh chị. Quá trời là hợp lý luôn. Nằm mặt tiền đường 6 mét, đường nhựa 6 mét luôn nha cô chú anh chị. Với một lô đất này 1 mét vuông chưa tới 1 mét vuông, nó chỉ có là 8 triệu. Đến 8 triệu là 8 triệu mấy là 1 mét vuông thôi nha cô chú anh chị. Đúng 8 triệu 1 mét vuông nha. Quá là rẻ rồi cô chú anh chị ơi. Nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn nha. Chị Nguyễn có để số điện thoại trên màn hình đó. Thì đây là hiện tại em Triều đang cho sang lắp mặt bằng nha cô chú anh chị. Đang sang lắp mặt bằng luôn. Đó, hiện trạng của mình là đất ruộng nha. Đất ruộng xong rồi chị Nguyễn lên thổ, chuyển lên thành đất thổ xong rồi chị Nguyễn sang lắp mặt bằng để gửi đến cô chú anh chị mình. Đây là giá đầu tư, giá xét của chính chủ đầu tư đưa ra cho mình luôn nha. Mình mua lô đất này xin lời khá là cao luôn cô chú anh chị, với diện tích khá là lớn luôn, 300 mét vuông, đất thổ cư full, thổ cư 100% luôn nha cô chú anh chị. Rất thích hợp cho cô chú anh chị mình mua để đầu tư hoặc là mình xây nhà trọ nè, mình xây biệt thự mini để mình ở là khá là hợp lý luôn nha. Đó, như cô chú anh chị mình dòm trước cung cánh đây, đây là cái có những cái xe để đang sang lắp mặt bằng đó cô chú anh chị, khá là ấy luôn, sang lắp mặt bằng. Em mới mở bán được mấy ngày thôi nha cô chú anh chị, mới mở bán được mấy ngày thôi, hiện trạng là còn 7 lô luôn. 7 lô về cô chú anh chị mình tha hồ để mình lựa chọn nha. Tính từ lô 1 qua tới bên đây là 7 lô nha, với diện tích là ngang 4 mét rưỡi, dài tặng 68 mét. Đó, nó nằm ở đây đó, mình đi ra di chuyển về các quận huyện trung tâm như quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình đâu cô chú anh chị. Thì mình di chuyển mất tầm khoảng là chỉ có là khoảng 30 đến 35 phút thôi, khá là gần và khá là thuận tiện nữa. Mà với một cái lô đất mà nằm mặt tiền đường nhựa cô chú anh chị, mà mặt tiền đường nhựa 6 mét luôn. Đó, xe hơi, xe tải, xe tăng mình có thể di chuyển ra vô thoải mái luôn. Thì tìm đâu ra, với mức giá chỉ có 2 tỷ 450 một lô thôi nha cô chú anh chị. Đúng 2 tỷ 450 thôi. Hồ sơ chi phí thủ tục là bên chị Nguyễn sẽ lo toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thì ở đây là cái rất gần với trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn nha cô chú anh chị. Đó, ở đây mình di chuyển ra trung tâm thị trấn Cần Giuộc, mình nên mất khoảng 7 phút mình đi xe máy nha. Khá là thuận tiện luôn. Thì cô chú anh chị mình làm việc với chị Nguyễn, cô chú anh chị mình cứ an tâm về mức giá cả nha. Thì những cái giá chị Nguyễn đưa ra là sát chủ đầu tư nha, chính chủ đầu tư đưa ra để chị Nguyễn gửi đến cô chú anh chị mình luôn. Thì bên chị Nguyễn đã được ăn thù lao bên chủ đầu tư rồi, là bên chị Nguyễn đã có thù lao bên chủ đầu tư chi cho chị Nguyễn rồi, nên giá cả của chị Nguyễn đưa ra là chủ đầu tư đưa ra bao nhiêu thì chị Nguyễn review gửi đến cô chú anh chị mình bấy nhiêu nha. Nên cô chú anh chị mình về mặt giá giả thì cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Thì xem đến đây rồi cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn đi xem cái lô đất này thì liên hệ ngay cho chị Nguyễn nha. Chị Nguyễn có để số điện thoại trên màn hình đó, thì gọi ngay em chị sẽ ghim vị trí và gửi sổ cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Thì chị Nguyễn cũng xài Zalo số ở trên màn hình luôn, thì có gì cô chú anh chị mình cứ kết bạn Zalo với chị Nguyễn đây, chị Nguyễn sẽ gửi sổ ra, gửi vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình đi tới đây luôn nha, để mình tham quan khảo sát luôn. Cái lô đất này thích hợp cho cô chú anh chị mình, rất thích hợp cho cô chú anh chị mình đầu tư nha, đầu tư xin lời khá là cao luôn, bao lời luôn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thì giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video lần sau nha.